Điện Kensington xác nhận hoàng tử Harry và Meghan Markle sẽ không đi hưởng tuần trăng mật ngay sau lễ cưới do bận rộn với các chương trình của hoàng gia đã được lên kế hoạch từ trước. Thế nên 3 ngày sau hôn lễ, hoàng tử Harry và vợ mới cưới sẽ trở lại với các nhiệm vụ hoàng gia. Sự kiện đầu tiên của Meghan sau khi chính thức trở thành thành viên hoàng gia là tham dự bữa tiệc sinh nhật tuổi 70 của bố chồng Thái tử Charles tại Điện Buckingham vào ngày 22 tháng 5 tới đây. Nữ hoàng Elizabeth sẽ chủ trì bữa tiệc này và chào đón những khách mời đến từ hơn 400 quỹ từ thiện và các tổ chức mà ông Charles là người bảo trợ hoặc là giữ vai trò chủ tịch. Được biết là vài giờ trước khi tổ chức đám cưới, nữ hoàng đã ban cho hoàng tử Harry tước hiệu công tước xứ Sussex, đồng nghĩa với việc sau đám cưới, cô Meghan Markle sẽ trở thành công nương ở xứ Sussex. Có một điều đặc biệt trong đám cưới là bố của cô dâu sẽ không tham dự, đồng nghĩa với việc là không thể dắt tay con gái vào lễ đường. Lý do là ông vừa bị đau tim và cũng không muốn làm ảnh hưởng đến thể diện của con sau khi bê bối ông này dàn cảnh, bán hình ảnh cho báo chí bị phanh phui. Người thay thế vai trò này sẽ là bố chồng của cô, Thái tử Charles. Và theo dự kiến thì cô dâu Meghan sẽ tự đi một đoạn nhằm thể hiện sự độc lập, nữ quyền trước khi gặp bố chồng ở giữa lối đi và được ông đưa vào lễ đường.